Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái dòng hồ điệp hoa thơm. Dòng này thì hoa đẹp, hương thơm rất là ngọt ngào, cây thì khỏe mạnh. Nhưng mà có thể nói là đây là một cái dòng hồ điệp hoa thơm giá rẻ, thậm chí là rất rẻ. Dưới góc nhìn của một người đã từng sưu tầm một số cái dòng cây hồ điệp thơm thì tôi thấy dòng này đúng rẻ thật. Tuy nhiên là trước đây thì nó cũng rất là đắt đấy, nhưng bây giờ thì nó rẻ. Một cây bé bé xíu xíu thì có thể nó cũng chỉ có mấy chục nghìn thôi. Còn cây nó trưởng thành, rồi nó có hoa, cây khỏe mạnh hoặc là cây đã thuần dưỡng thì nó sẽ giá cao hơn, từ 100 mấy đến khoảng tầm 200 nghìn một cây. Và cái hương thơm của nó thì rất là ngọt ngào, đồng thời là cái sắc hoa nó cũng rất là đẹp. Đối với dòng này thì màu hoa của nó thay đổi các bác đấy, như bông mới nở như thế này này thì màu tím, màu hồng nó nhạt nhạt, sau đó nó chuyển sang cái màu tím đậm hơn, tức là sau một cái thời gian ngắn thì nó sẽ chuyển dần sang màu tím đậm hơn, và càng già bông thì nó lại càng tím. Dòng này hoa thì cũng khá là siêng bông, bông hoa khuôn bông của nó cũng rất là xinh xắn và cứng cáp, cây nó rất là đanh chắc, thân lá cũng như là rễ của nó rất là khỏe mạnh. Trước đây tôi lấy một lần 200 cây mà cái dòng này trải qua mùa đông rồi mùa hè, nắng nóng nhưng mà vẫn có tỷ lệ chết nhưng mà rất là ít. Và nếu như nó có thối lá thì cái phần gốc của nó rồi nó cũng cứ mọc cây con. Nếu mà tính chết hoàn toàn thì không bị chết một cây nào cả. Trước đây tôi đã từng bán và cũng khá là nhiều bác đã sưu tầm từ chỗ Duy Anh. Tuy nhiên do cái số lượng nhập cây mới về không có nên là chỉ còn lại một số lượng rất ít thì tôi đã dừng lại và không bán. Hiện nay có một số cây nó đang còn cho nụ. Thì hôm nay có cái cô cao tuổi thì cô cũng có muốn sưu tầm và nhờ tôi trồng cái cây này vào viên đất nung. Thì tôi cũng giới thiệu luôn với mọi người thì cây này nó rất là, cũng rất hợp với trồng thủy canh và bán thủy canh. Sau đây chúng ta có thể xem một số hình ảnh thực tế tôi đang cần trồng ở đây. Như chậu cây này thì được gọi là trồng bán thủy canh các bác này. Đấy, cái bộ rễ của nó phát triển rất là đẹp. Về hồ điệp trồng thủy canh và bán thủy canh với viên đất nung thì hầu như là bộ rễ của nó phát triển rất đẹp ấy, rất khỏe. Nhưng mà riêng đối với cái dòng tôi vẫn thích gọi cái này, bây giờ gọi tên nó là Summer Lust, tức là tình yêu mùa hạ. Cái cây tình yêu mùa hạ này thì nó lại cũng rất là ưa đấy, phát triển tốt. Cái lá này thì nó bạc bạc là do cái nước máy mà tôi tưới rồi sau nó đọng lại cái phần, chắc là cái phần phờ lo thôi. Đấy, cây này đã nở hoa trước đây rất là lâu rồi. Những cái bông hoa trong này này thì nó đã rụng đi rồi, sau đó là ở cái đầu nó lại ra hoa nối. Một cái cành này chăm sóc tốt thì nó chơi được hoa được rất lâu đấy. Cái chỗ này tôi có dồi một lỗ để thoát nước ra, trồng cái kiểu mà chỉ giữ lại một mức nước ít ở dưới này thì gọi là bán thủy canh các bác. Như chậu cây này thì tôi đã thuần dưỡng nó trở thành cái chậu trồng thủy canh hoàn toàn các bác. Chúng ta có thể xem bộ rễ của nó, không thể chê vào đâu được. Thực ra cây trồng mà chỉ cần nhìn cái bộ rễ này thì chúng ta đã thấy rất là thích thú rồi, nhìn nó tạo ra một cái hưng phấn. Khi chúng ta đã trồng được những chậu cây như thế này rồi ấy, thì việc chăm sóc cây nó trở nên rất là đơn giản. Nói chung nó đơn giản vô cùng các bạn. Nhưng lúc mà chúng ta đi vắng nhà 7 ngày hay 10 ngày, thậm chí 15 ngày và 30 ngày thì cũng là rất bình thường thôi. Miễn làm sao mà cứ có đủ cái lượng nước cho nó dùng trong cái thời gian đó là được. Còn cũng không cần phải quan tâm gì nhiều đến cái việc là chăm bón cái gì đâu các bác ạ. Có thì chúng ta chăm bón nó một tí thì nó cũng sẽ tốt hơn, còn không nữa thì cứ bảo đảm nước cho nó là được. Hôm nay nhân cái việc mà Duy Anh trồng giúp cây cho một cái bác khá là cao tuổi, bác này cũng ở Hà Nội, thì cũng nói chuyện với mọi người một chút như vậy. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và nếu như mà ai có nhu cầu sưu tầm cái dòng cây này, hiện bây giờ có 3 đến 4 cây đấy đang còn có nụ. Nó thì còn với số lượng rất là ít như vậy thì cô chú anh chị em nào mà chúng ta muốn sưu tầm cái dòng cây này thì cứ nhắn tin cho Duy Anh theo cái số điện thoại mà Duy Anh đã ghi ở trên màn hình đó nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.